Hello cả nhà, hiện tại thì xe gờ Trung Quốc vừa mới bảo trì xong. Hôm nay thì cả nhà cùng với Linh xem là bên đây có cái gì mới nha. Ban đầu thì phải vào shop rồi. Linh không có đủ bóng đèn để mà đổi cái patch này, patch của doctor á, mua bằng bóng đèn á. À, hôm nay thì có đồ mới là của thần chủ. Bộ đồ này sẽ bán trong vòng 21 ngày nha cả nhà ơi. Bạn nào men tuột thì để dành đi là vừa. Chắc khoảng tầm 1 đến 2 tuần nữa thì nó sẽ ra ở bên bản quốc tế. Ngầu vãi. Ngầu lắm luôn á. Ô, tính ra là kiểu như là create kiểu con dân của tuộc hay sao ta? Thấy create đồ vừa rồi cũng là rắn. Bên thần chủ cũng là rắn nè. Mọi người thích skin này không? Accessory nữa. Accessory hình như là hình cái nến hết ta. Cái nến đúng rồi. Ôi, phía trên nến á, nó còn có lửa nữa mọi người, lửa xanh. Accessory này chỉ là A thôi, mình xịn xó quá ha. Có bạn nào có ý định xúc thì để dành luôn đi. Linh thì Linh cũng không biết có nên xúc hay không nữa. Tại vì Linh không có chơi Hunter. Ở bên Trung Quốc Linh cũng vừa mới mở ra đồ của Mechanic sau. Thức tỉnh luôn rồi cả nhà ơi. Đó. Mechanic thì mọi người thích đồ Oracle hay là Navi? Bên Trung Quốc thì Linh mở ra còn free. Còn ở bên quốc tế thì Linh mất tiền á. Lấy tiền đè nhân phẩm. Hình như là tuần này chỉ có nhiêu đó thôi hay sao á. Để Linh coi event ha. Ờ, tuần này event cũng không có gì mới hết. Dự là cái Linh nghĩ là tuần sau sẽ hết mùa cả nhà ơi. Tại vì cái quả cầu cuối của Persona này nó kêu là ngày 28 hết hả? Thì có nghĩa là sau ngày 28 sẽ là quả cầu của mùa mới á. Đó, hôm nay chỉ có mỗi bộ đồ của thần chủ thôi. Cảm ơn mọi người đã xem đến hết video. Nhớ tặng Linh một like và một subscribe. Bye bye cả nhà.